Trận đấu Nam Định gặp Bangkok United thuộc cúp C2 châu Á diễn ra lúc 19 giờ hôm nay 2 tháng 10 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định. Đang cập nhật, cả Nam Định và Bangkok United đều giành chiến thắng ở trận ra quân. Đại diện của bóng đá Việt Nam đánh bại Liman Warrior, Hong Kong với tỷ số 2-0. Trong khi đó, Bangkok United thắng 4-2 trước Tampines Rovers. Tại bảng G, Nam Định và Bangkok United là hai đội được đánh giá cao nhất. Đại diện của Thái Lan cũng là đối thủ đáng gờm nhất đối với nhà đương kim vô địch V-League. Bangkok United dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Họ từng dự AFC Champions League 4 lần, lọt đến vòng 1/8 ở mùa giải trước. Mùa này, đội bóng xứ chùa vàng chuyển xuống trời ở cúp C2 châu Á sau khi thua Shandong Taishan trong loạt luân lưu ở vòng loại cúp C1. Tại Thai League, Bangkok United bất bại 5 trận liên tiếp, thắng 3, hòa 2. Trong 4 trận sân khách mùa này, thắng 2, hòa 1, thua 1, Bangkok United ghi được 9 bàn thắng, trung bình 2,25 bàn trận. Trong khi đó, câu lạc bộ Nam Định khởi đầu mùa giải với phong độ không ổn định. Tại V-League, họ chỉ giành được 1 chiến thắng trong 3 vòng đấu đầu tiên, ghi vỏn vẹn 1 bàn. Dù vậy, ở các trận đá cúp, đội bóng Thành Nam vẫn có kết quả tốt, thắng 2 trận, ghi 5 bàn, chưa thủng lưới. Tại cúp C2 châu Á, Nam Định có thể ra sân với đội hình gồm 7 ngoại binh, tính cả Nguyễn Xuân Son mới nhập quốc tịch Việt Nam. Dù vậy, dàn sao ít được thi đấu cùng nhau do chỉ đăng ký 3 cầu thủ ở V-League, chưa tạo ra sự gắn kết ở trận ra quân gặp Liman. Mặt tích cực đối với câu lạc bộ Nam Định là họ mới thủng lưới một lần sau 5 trận đầu tiên tính trên mọi đấu trường ở mùa giải này. Đây là sự cải thiện đáng kể so với mùa trước. Đội bóng Thành Nam cần tới sự chắc chắn của hàng phòng ngự khi chạm trán đối thủ mạnh nhất bảng. Trận đấu giữa Nam Định và Bangkok United tại cúp C2 châu Á diễn ra lúc 19 giờ hôm nay 2 tháng 10 trên sân Thiên Trường, Nam Định. Cả hai đội đều giành chiến thắng ở trận ra quân. Đại diện của Thái Lan, Bangkok United là đối thủ đáng gờm nhất đối với nhà đương kim vô địch V-League. Nam Định cần sự chắc chắn từ hàng phòng ngự để đối đầu với đội bóng giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế này.